Máy này thì mình kiểm tra thì mình thấy nó mất số email rồi, cho nên là nó không thể kích hoạt được ha. Thường thường những cái máy như vậy á, mình bypass vô menu á, mình dùng wifi nha các bạn. Rồi để mình mở Power Tool lên, mình kiểm tra. Alo, xin chào các bạn. Mình đang có cái máy mà nó bị không thể kích hoạt nè các bạn. Máy này thì mình kiểm tra thì mình thấy nó mất số email rồi, cho nên là nó không thể kích hoạt được ha. Thường thường những cái máy như vậy á, mình bypass vô menu á, mình dùng wifi nha các bạn. Rồi để mình mở Power Tool lên, mình kiểm tra. Máy này thì iPhone 8 Plus nè, 16.7 ha. Tình trạng email nè các bạn thấy không, nó đã mất số email ha. Rồi số series thì còn. Mình mở cái Device Manager lên, mình kiểm tra driver nhận đầy đủ chưa. Nếu các bạn driver bị lỗi á, thì mở Power Tool lên, rồi vô iTunes Utility nè. Mình gỡ cái driver cũ đi, rồi mình đợi một lát là nó sẽ cài driver lại cho mình nha các bạn. Nhiều lúc các bạn hay bị lỗi khúc này thì mình nhớ làm mới cái driver lại nha. Rồi chạy lại cái tool 3M8 nè. Mình mở cái tool lên, mình đợi cái tool nó lên, mình kiểm tra coi thử nó nhận cái điện thoại của mình chưa. Nếu mà cái tool nó mở lên mà nó chưa nhận điện thoại của mình á, thì mình rút cái máy ra, chưa nhận nè, rút cái điện thoại ra, mình ghim vô lại, rồi mình đợi một lát, rồi cái tool nó sẽ nhận giao diện máy mình máy gì, iOS máy rồi nó sẽ hiện ra hết ha. Hiện tại tool này đã cập nhật phiên bản mới á các bạn, Jared trực tiếp trên tool luôn nè. Giờ mình tiến hành mình Jared nha. Mình bấm boot device là cái máy nó sẽ vô chế độ recovery. Rồi tiếp tục mình đưa vô depo, rồi mình đợi cái tool nó chạy thôi. Nó lỗi gì thì mình xử lý tới đó nha các bạn. Rồi tiếp tục mình vô depo nè. Các bạn chịu khó chạy những cái tool mà nó tất cả trong một á, mình vô depo hay gì á, mình làm cho nó chính xác nha. Nhiều lúc nó lỗi thì các bạn phải làm lại, phải kiểm tra lại driver, nó hơi lằng nhằng ha. Rồi đợi cái tool nó chạy nè, mình kiểm tra coi thử nó chạy driver đồ, nó phát hiện driver mới chưa, nó chạy chưa, nó lỗi thì mình xử lý nha các bạn. Thường thường cái khúc này là nó khúc nó bị trigger, nó giống như nó cái bước kích hoạt nè các bạn. Thường thường nó hay bị treo lâu á, mà máy thì vẫn là nhận depo đầy đủ, driver vẫn có. Thì hướng dẫn các bạn cái cách fix nha. Các bạn đừng có chờ cái bước này nó lâu lắm, nó treo vậy luôn là nó không có chạy nổi đâu. Cái khúc này nó treo là tại vì nó chưa có phát hiện ra cái driver mà depo các bạn. Thì giờ tiếp tục mình dùng cái Jedis nè, mình cài cái driver depo cho nó. Nếu các bạn theo dõi kênh mình nhiều thì mình nói cái mấy cái vấn đề driver khá là kỹ ha. Rồi giờ mình tiếp tục mình đợi cho nó cài cái driver depo á, là cái tool nó sẽ chạy tiếp nha. Cái máy mình nó sẽ boot những cái lệnh bông OS đó các bạn, thì nó sẽ Jedis cho mình thành công thôi. Các bạn đợi cho nó làm việc nha. Đó các bạn thấy không, khi mà mình cài, trong quá trình mình cài driver depo á, thì cái máy nó sẽ boot táo, lệnh bông go nó sẽ chạy, tool thì nó báo on đồng. Nói vậy thôi, còn không thì các bạn thấy khó khăn quá thì mình chạy những cái cách Jedis mà mình chia sẻ. Có 3 cách đó các bạn, cách nào các bạn làm cũng được ha. Này là tool này tất cả trong một thôi, mình làm trực tiếp trên cái tool luôn. Rồi sau khi Jedis thành công á, cài driver thành công á, thì mình đóng lại hết, rồi mình trở lại cái Power Tool, các bạn thấy không, nó báo là đã Jedis thành công nè. Rồi trên tool đó thì bắt đầu nó hiện chữ là Start Bypass, tình trạng là đã Jedis thành công. Rồi các bạn bắt đầu bypass thôi. Cái này hiện tại cái tool này nó, các bạn bấm bypass thì nó nhảy qua một cái link đăng ký nha, đăng ký miễn phí nha các bạn. Các bạn cứ cứ copy cái số series của mình đó, rồi lên cái trang web á, các bạn dán vô, mình bấm đăng ký thôi, đăng ký tức thì luôn nha các bạn. Rồi mình đợi khoảng tầm 5 giây á, trở lại cái tool, rồi mình bypass one lead thôi, rồi các bạn bấm bypass. Đó, tình trạng nó vẫn là không thể kích hoạt ha. Rồi các bạn đợi cho nó bypass xong á, nó vô menu á, mình kiểm tra nhập tài khoản iCloud hay gì á, mình tải game xài wifi thôi nha các bạn. Cái này nó đã mất số email rồi ha, mình không có làm nghe gọi được ha. Rồi các bạn đợi cho nó vô menu, mình kiểm tra mấy cái thông tin đồ lại,
tắt máy khởi động lại coi thử nó có bị vang hạt tim nha các bạn. Cái tool này hiện tại thì nó xài thoải mái các bạn, tắt máy khởi động lại nói chung là xài bình thường như những cái máy khác thôi ha. Nhưng mà có điều máy mất suối may á thì không có làm nghe gọi được nha các bạn. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like đăng ký kênh chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.